Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Thời gian qua, lực lượng quân đội Ukraine đã thường xuyên tấn công vào các cây cầu ở quốc. Điều này đã làm gián đoạn nhiều tuyến tiếp tế và hậu cần của Nga trong quá trình chi viện cho quân đội của mình tại chiến trường. Các bức ảnh vệ tinh chụp vào tháng trước và mới được công bố ngày 14 tháng 9 đã cho thấy rõ hậu quả của các cuộc không kích do Ukraine thực hiện nhằm vào một cầu đường bộ và hai cầu phao ở quốc. Theo cập nhật tình báo từ Bộ Quốc phòng Anh, Ukraine tiếp tục cản trở tuyến hậu cần của Nga ở khu vực quốc bằng một loạt cuộc tấn công, phá hủy các cầu phao và cầu đường bộ bắc qua sông Seim. Không quân Ukraine cho hay, các phương tiện trên không của không quân Ukraine tiếp tục giảm khả năng hậu cần của đối phương bằng các cuộc tấn công chính xác từ trên không, gây ảnh hưởng đáng kể đến tiến trình của đối phương. Chiến dịch tấn công các cây cầu đã chứng minh khả năng của Ukraine trong việc sử dụng không lực để hỗ trợ các lực lượng mặt đất ở quốc. Trong suốt cuộc xung đột, Kiev đã gặp khó khăn trong việc triển khai các hoạt động tác chiến hiệp đồng. Hiện tại, Ukraine cũng sử dụng các vũ khí phóng từ mặt đất như hệ thống pháo phản lực HIMA để tấn công các cây cầu ở quốc. Hồi đầu tháng 8 năm nay, quân đội Kiev đã khiến Điện Kremlin và cộng đồng quốc tế bất ngờ khi tiến hành cuộc đột kích vào tỉnh biên giới quốc của Nga. Ngày 15 tháng 9, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Ukraine đã duy trì quyền kiểm soát tới 900 km vuông lãnh thổ ở quốc sau nửa tháng tấn công. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, câu hỏi đặt ra là chính quyền Ukraine có thể duy trì quyền kiểm soát này hay không, bởi gần đây Nga đã tiến hành các hoạt động phản công ở quốc. Bộ Quốc phòng Anh cho biết Moscow có thể giành lại một số ngôi làng trong khu vực với sự dẫn dắt của lực lượng bộ binh và các phương tiện trên không. Trong khi đó, Ukraine tiếp tục thể hiện cam kết của mình khi mới đây Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng mỗi ngày, người ta sẽ phải không ngừng chú ý đến tiền tuyến và chiến dịch của chúng tôi ở quốc. Ngày 16 tháng 9, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết một chiếc trực thăng Robinson R-66 chở 3 người đã mất tích ở tỉnh Amu thuộc vùng Viễn Đông. Các hoạt động tìm kiếm đang được tiến hành. Báo cáo từ Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga nêu rõ, ngày 16 tháng 9, tình huống khẩn cấp đã được ghi nhận. Đèn hiệu khẩn cấp của trực thăng Robinson R-66 số hiệu 07424 đã bật. Có 3 người trên máy bay. Theo bộ này, khoảng 20 người và 7 phương tiện, bao gồm xe địa hình và một trực thăng Mi-8 đã tham gia vào cuộc tìm kiếm. Chiếc trực thăng mất tích thuộc sở hữu của công ty khai thác vàng Hergu của Nga. Được biết, công ty này đã triển khai hai nhóm tìm kiếm mặt đất với sự tham gia của 8 người và hai thiết bị tìm kiếm. Trước đó, ngày 31 tháng 8, truyền thông Nga đưa tin một chiếc trực thăng Mi-8 chở 22 người mất tích ở khu vực gần ngọn núi lửa trên bán đảo Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông. Chiếc máy bay đã được tìm thấy vào một ngày sau đó. Toàn bộ hành khách và thành viên phi hành đoàn trên máy bay đều thiệt mạng. Robinson R-66 do công ty trực thăng Robinson phát triển có 5 chỗ ngồi, một khoang chứa hàng riêng biệt. Trực thăng có chiều dài 8,99m, chiều rộng 1,47m và chiều cao 3,48m. Trọng lượng rỗng là 585kg và trọng lượng cất cánh tối đa lên đến 1.225kg. Do được trang bị động cơ Rolls-Royce RR-300 Turbosap, máy bay có thể di chuyển với tốc độ lên đến 200 km/h, tầm hoạt động 650 km và trần bay đạt 4.300m. Trong vài tuần qua, Ukraine đã triển khai các đơn vị máy bay không người lái UAV chuyên thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và đánh chặn UAV của Nga hoạt động trên chiến trường. Chỉ tính từ cuối tháng 8 đến nay, Ukraine đã thực hiện hơn 170 đợt đánh chặn thành công phương tiện bay không người lái của đối phương. Việc Ukraine sử dụng chiến thuật dùng UAV cỡ nhỏ góc nhìn thứ nhất FPV thực hiện việc đánh chặn khiến các đơn vị UAV Nga khó phát hiện cũng như né tránh. Hầu hết các trường hợp đều bị đánh chặn trước khi phát hiện. Điều này một đến từ thiết kế của hầu hết các dòng UAV đều bố trí khối quan sát hình ảnh bên dưới thân và hướng xuống dưới mặt đất. Do vậy, việc phát hiện các mục tiêu bay cỡ nhỏ tiếp cận từ phía sau khá khó khăn. Giải pháp duy nhất của Nga hiện nay là ngụy trang UAV kỹ hơn hoặc nâng trần bay của UAV. Việc sơn ngụy trang máy bay có từ Thế chiến thứ nhất và chúng vẫn đang được không quân các nước sử dụng cho đến tận ngày nay. Tuy nhiên, sơn ngụy trang cho UAV chưa phổ biến. Ở chiến trường Ukraine, quân đội Nga bắt đầu sơn ngụy trang các dòng UAV trinh sát của nước này từ đầu xung đột với nhiều màu sắc khác nhau. Phần lớn là giúp UAV không bị phát hiện bằng mắt thường hoặc bởi các UAV khác. Đặc biệt, máy bay không người lái Zala với lớp sơn ngụy trang màu xanh lá cây và đốm nâu. Hòa tiết ngụy trang này giúp UAV hòa mình với các cánh đồng bên dưới mặt đất và khó bị phát hiện bởi các UAV khác. Một kiểu sơn ngụy trang khác của Zala là họa tiết đa lề với các sọc trắng và xám, khiến việc theo dõi mục tiêu từ kính ngắm khó khăn hơn.
Những nỗ lực này của Nga khiến việc sử dụng FPV đánh chặn UAV của Ukraine trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, mới chỉ có một số ít UAV được sơn ngụy trang. Bên cạnh đó, để tránh việc tấn công nhầm UAV của đồng đội, các đơn vị săn UAV của Ukraine còn đánh dấu UAV của họ bằng băng dính màu xanh hoặc vàng. Trong khi đó, phía Nga ít khi sử dụng băng dính để đánh dấu UAV. Trước tình hình UAV trinh sát liên tiếp bị đánh chặn, quân đội Nga cũng đưa ra các đề xuất cải tiến UAV cho phép nó có thể tránh được FPV của Ukraine. Một trong số này có thể nhắc đến việc trang thiết bị bị áp chế điện tử cho UAV hoặc bổ sung thêm camera phía sau đuôi. Những cải tiến trên sẽ mất thời gian để có thể thực hiện, và cách duy nhất giúp Nga bảo vệ phi đội UAV trinh sát hiện tại là dựa vào kỹ năng của binh sĩ điều khiển máy bay và một chút may mắn. Ngày 16 tháng 9, nhóm vũ trang Houthi tại Yemen đã đăng video quá trình tiến hành đòn tập kích vào miền trung Israel. Video cho thấy tên lửa màu đen và phần mũi sơn hoạt tiết giống khăn kefizeb truyền thống của người Ả Rập đang nằm trên bệ phóng. Trong video, quả đạn được trang trí bằng hình cờ Palestine. Trên thân có ghi dòng chữ Palestine 2 và Hypersonic, có nghĩa là siêu vượt âm. Tên lửa sau đó rơi bệ phóng, nhanh chóng lấy độ cao và hướng về lãnh thổ Israel, để lại vệt khói dày đặc phía sau. Đài truyền hình Al-Majadin ở Liban dẫn thông tin từ văn phòng truyền thông Houthi cho biết, tên lửa Palestine 2 đạt tốc độ tối đa Mach 16, tức là gấp 16 lần âm thanh, tương đương 19.755 km/h. Tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn và thiết kế hai tầng đẩy có thể vươn tới mục tiêu ở khoảng cách 2.150 km. Phát ngôn viên lực lượng Houthi ở Yemen, Zahia Sari, ban đầu tuyên bố tên lửa đã vượt qua quãng đường 2.040 km trong 11 phút rưỡi, tương đương tốc độ trung bình 10.064 km/h. Vũ khí siêu vượt âm có tốc độ khoảng 6.000 đến 12.000 km/h, có khả năng cơ động trong khi bay để tăng tầm bắn và khả năng xuyên thủng lớp phòng thủ tên lửa của đối phương. Tên lửa đạn đạo thường đạt tốc độ trên 6.000 km/h, nhưng không được mô tả là vũ khí siêu vượt âm do thiếu khả năng cơ động tự do trong hành trình. Hôm 15 tháng 9, Bộ Quốc phòng Israel bác bỏ khả năng Houthi sử dụng tên lửa siêu vượt âm trong vụ tập kích. Cơ quan này khẳng định, theo thông tin chúng tôi có được, đối phương không sở hữu loại vũ khí này. Quân đội Israel tuyên bố quả đạn của Houthi bị hệ thống lá chắn tên lửa Arrow bám chặt và đánh chặn, khiến nó vỡ tan trên không. Một số mảnh rơi xuống khu vực trống trải và để lại thành phố sâu gần thành phố Lod ở miền trung Israel. Những mảnh khác rơi xuống cánh đồng và gần một ga tàu hỏa. Sự việc không gây thương vong trực tiếp, song 9 người Israel đã bị thương nhẹ trong lúc tìm chỗ trú ẩn. Chuyên gia về chương trình tên lửa của Iran tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, IESS có trụ sở tại Anh, ông Fabian Hill nhận định Palestine 2 là biến thể của tên lửa đạn đạo tầm trung K3 Scan do Tehran sản xuất và công bố lần đầu hồi tháng 2 năm 2022. K3 Scan cũng được lực lượng Houthi trưng bày với tên gọi Hatem tại cuộc diễn binh ở thủ đô Sana'a của Yemen sau đó vài tháng. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cảnh báo Houthi sẽ phải trả giá đắt sau vụ phóng tên lửa vào Israel. Hôm 16 tháng 9, thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar đã gửi thư chúc mừng đồng minh Houthi, khẳng định sự việc là thông điệp cảnh báo gửi đến Tel Aviv. Ngày 16 tháng 9, Bộ Tư lệnh Châu Phi AFRICOM thuộc quân đội Mỹ thông báo đã hoàn tất việc rút lực lượng khỏi Niger, chỉ để lại nhóm nhỏ binh sĩ bảo vệ đại sứ quán ở thủ đô Niamey. Trong thông báo viết, quá trình rút quân bắt đầu từ ngày 19 tháng 5 sau khi hai bên thống nhất các điều khoản. Binh sĩ, khí tài Mỹ đã rút khỏi căn cứ không quân số 101 ở Niamey ngày 7 tháng 7 và rời căn cứ không quân số 201 ở Agadez ngày 5 tháng 8. Theo AFRICOM, quân đội Mỹ và Niger đã hợp tác hiệu quả, giúp quá trình rút quân hoàn thành đúng thời hạn vào ngày 15 tháng 9 do Washington công bố. Bộ Tư lệnh Châu Phi cho biết, trong 10 năm qua, binh sĩ Mỹ đã huấn luyện lực lượng Niger, hỗ trợ đối tác trong các nhiệm vụ đối phó chủ nghĩa khủng bố nhằm vào tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng và Al-Qaeda ở khu vực. Bộ Quốc phòng Mỹ và quân đội Niger ghi nhận những cống hiến của lực lượng hai nước. Lực lượng Niger trước đó cũng yêu cầu Pháp, đồng minh an ninh truyền thống của nước này, rút quân khỏi lãnh thổ. Hồi tháng 7 vừa qua, Bộ Quốc phòng Đức cũng đã thông báo chấm dứt hoạt động tại căn cứ không quân ở Niger vào ngày 31 tháng 8, sau khi các cuộc đàm phán giữa giới lãnh đạo quân sự hai bên sụp đổ. Song với nỗ lực rời xa phương Tây, Niger đang thắt chặt quan hệ với Nga. Nước đã cung cấp cho quốc gia châu Phi này nhiều trang thiết bị và huấn luyện viên quân sự. Trước đó, từ tháng 4 năm nay, quân Nhật Nga đã được triển khai tới Niger và sử dụng căn cứ 101 làm nơi huấn luyện binh sĩ bản địa.